Hello, xin chào bạn, chào mừng các bạn trở lại với Johnny Super Car Vlog. Hôm nay thì Johnny có mặt tại Sài Gòn và rất may mắn. Buổi chiều thì gặp được rất nhiều siêu xe, buổi tối thì lại gặp được một chiếc siêu sang hàng hiếm tại thị trường Việt Nam luôn các bạn nhé. Không những Việt Nam mà thế giới cũng hiếm luôn. Đó, đây là chiếc Bentley Mulsanne phiên bản kỷ niệm 100 năm thành lập của Bentley. Và chỉ có 100 chiếc các bạn nhé. 100 chiếc Bentley Mulsanne phiên bản VKO. Đó. Chiếc này thì full black luôn các bạn ạ. Từ ngoại thất, mâm cho đến rất nhiều các chi tiết đều có màu đen. Lưới tản nhiệt và các chi tiết kim loại chrome ở phần đầu xe thì là vẫn là màu chrome. Và logo vẫn là màu chrome. Còn lại sơn và mâm đều có màu đen black rất đẹp luôn. Chỉ có 100 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới. Và đây là chiếc đầu tiên và duy nhất tại Đông Nam Á thời điểm hiện tại các bạn nhé. Không rõ giá bán của chiếc này khi được đưa về Việt Nam là bao nhiêu. Tuy nhiên chiếc này thì đeo biển ngoại giao. Và mình cũng nghe đồn là chủ nhân của chiếc Bentley Mulsanne phiên bản kỷ niệm 100 năm sản xuất giới hạn 100 chiếc này thì là một người Anh. Đây này các bạn nhìn thì phần đầu này rất đẹp luôn các bạn nhé. Full black lại còn tối nữa nên nó rất khó quay. Tuy nhiên cái đèn này các bạn, cái đèn pha của chiếc này nó làm rất đẹp các bạn ạ. Đây các bạn này, làm đèn định vị LED và cái đèn pha thiết kế theo kiểu phong cách cắt vát pha lê cực kỳ ấn tượng luôn. Nó giống như những chiếc Flying Spur hay là GT Continental mới về Việt Nam, mình cũng đã từng quay cho các bạn rồi các bạn nhé. Vật lưới tản nhiệt cực kỳ kiêu hãnh của Bentley. Hơi tiếc là Mulsanne thì đã bị Bentley khai tử rồi. Đó, bộ mâm đen hơi buổi tối nên mình cũng chịu, mình không thể quay được cái mâm buổi tối. Tiên thì rất là may mắn khi từ Hà Nội bay vào Sài Gòn thì quay được ngay em siêu phẩm này giới hạn 100 chiếc trên toàn thế giới. Và điều đặc biệt hơn là chỉ 100 chiếc được sản xuất và Mulsanne cũng đã bị khai tử, không còn được Bentley sản xuất nữa các bạn nhé. Đó, chiếc Bentley Mulsanne VKO quá đẹp luôn các bạn ạ, full black. Động cơ V8 6.75 lít. Động cơ V8 dung tích xi lanh cực lớn như những mẫu xe Mỹ luôn các bạn nhỉ. Một mẫu xe Anh tuy nhiên lại sử dụng động cơ V8 dung tích xi lanh lớn như những mẫu xe Mỹ. Thực sự quá đỉnh luôn. Đó các bạn ạ, đây là phần đầu xe Mulsanne phiên bản kỷ niệm 100 năm của Bentley, sản xuất giới hạn chỉ 100 chiếc. Quá đặc biệt luôn các bạn ạ. Quá đặc biệt, quá xuất sắc, quá đẹp. Wow, logo cũng nổi và thụt thò như Rolls Royce các bạn nhé. Quá đẹp luôn. Đẹp dã man luôn. Lần đầu tiên mình gặp chiếc này và phải nói là siêu phẩm. Siêu phẩm. Ngay cả những người nước ngoài cũng phải chụp ảnh chiếc Bentley Mulsanne này. Và đỗ sau chiếc Mulsanne không xa, cách một xe thôi là một chiếc Flying Spur đời cũ các bạn nhé. Đó, Bentley Continental Flying Spur đời cũ. Đó, đời khoảng phiên bản này là phiên bản Speed luôn, mâm bản Speed, càn trước cũng là của bản Speed. Continental Flying Spur Speed. Đó, VKF12 6.0 lít các bạn nhé. Đó, chiếc này cũng thuộc dạng là khủng long luôn đó, khủng long uống xăng. Bây giờ đang được bán với giá khoảng 3 đến 4 tỷ, hơn 3 tỷ thôi. Đời khoảng 2009 hay là 10, còn nào mới thì là 2011. Đó các bạn nhìn này, hai chiếc Mulsanne, hai chiếc Bentley đỗ rất là gần nhau. Đỗ cách nhau không xa. Đó, phía trên là Mulsanne VKO. Bản kỷ niệm 100 năm sản xuất chỉ 100 chiếc. Còn phía dưới là một chiếc Flying Spur Speed. Rất đẹp. Chỗ giữa là một chiếc 7 series. Đó, chiếc Mulsanne này có cái cụm đèn hậu đẹp chưa anh em? Cụm đèn hậu xuất sắc luôn, hình chữ B cách điện. Quá đẳng cấp. Rồi, có lẽ mình sẽ kết thúc cái video đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.